Rồi, trong cái bài này của chúng ta, thầy sẽ ví dụ cho các bạn để tạo ra cái menu này. Và khi các bạn tạo menu á, thì trước tiên là chúng ta kéo thả trước để các bạn hình dung được menu nó có cái gì. Sau đấy thì chúng ta sẽ code sau. Như vậy với menu thì chỗ này sắp trước, menu bar sắp trước, nó nằm trước cả menu nha. Nó là cha. Sau đó mới đến menu, mới đến menu item. Như vậy ba cái này nó liền bộ thì bạn sẽ tạo ra được một cái menu. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ kéo thả trước. Thầy sẽ cho các bạn một cái frame demo menu. Rồi, trong frame này thì các bạn thấy là cái cửa sổ của mình nó có cái phần screen menu. Đây. Screen menu. Các bạn mở cửa sổ screen menu lên. Và các bạn đưa cái menu bar qua trước. Đọc tiếng Việt thôi, menu bar cho nó dễ. Đọc lèo lưỡi quá. Rồi. Khi mà mình kéo qua xong thì nó đã tạm thời nó kèm theo khuyến mãi cho mình hai cái menu con. Đó. Kèm khuyến mãi hai cái menu con. Khi mình kéo thả thì tự động nó đã khuyến mãi cho mình hai cái menu con ở đây. Và trong cái menu này thì chúng ta có thể set được một số cái thông số cho cái menu. Như vậy thường ở chỗ menu file thì chúng ta ít khi mà chúng ta click chuột vô để thực hiện một chức năng. À, nó chỉ là một cái menu thôi. Cho nên chúng ta sẽ đẩy xuống phía dưới là trong menu file là có ví dụ như là new, open, save hoặc là một cái menu mở rộng nào đó. Như vậy thầy sẽ đưa cho các bạn hai cái. Một là menu, hai là menu item. Như vậy nếu mà chúng ta kéo vô đây một cái menu thả vô trong cái file thì nó có cái dấu mũi tên. Thì theo các bạn hình dung cái dấu mũi tên này là gì? À, nó sẽ cho ra menu con. Chứ bản thân cái menu này mình click chuột vô nó không có ý nghĩa. Được chưa? Rồi, muốn thêm vào con thì menu item là cái đầu cuối. Menu item là cái cuối cùng. Cái lá đó, thì khi mình click chuột lên cái lá này nó mới có sự kiện nè. Rồi, ok. Các bạn kéo thả vô đây. Một, kéo thả vô đây. Hai, kéo thả vô. Đó. Như vậy thì đối với lại cái menu thứ ba, menu item thứ ba, mình không thả vô bên trên mà mình thả vô bên dưới. Có nghĩa rằng nó cùng cấp với cái menu ba. Nó cùng cấp. Và chỗ này mình sẽ chạy lên mình xem thấy có gì. Menu file, menu 3 thì trong đó có item 1, item 2 và item 3. Như vậy bây giờ chúng ta click chuột vô đây thì nó mới có tác dụng. Còn nếu mà mình click chuột bên ngoài thì không có. Vậy trong này chúng ta làm giống như cái bài tập của chúng ta luôn. Bài tập của chúng ta thì các bạn sẽ có menu file, trong đó có new, open, save, exit. Rồi mình làm giống như vậy ha. New, open, save, exit. Như vậy chỗ này không có menu này, delete đi. Bấm delete bình thường thôi. New. Rồi trong cái menu new này nè thì nó sẽ có icon. Các bạn sẽ có thể chọn vô đây icon nào. Chọn vô đây, không có. Như vậy, hiện nay là trong cái project của mình chưa có đưa icon vào. Cho nên bạn sẽ đi tìm. Bạn đi tìm, bạn tải mấy cái icon này về. Đó. Thầy giả sử thầy có hai cái. Chọn Ctrl C, copy trực tiếp vào đây. Các bạn sẽ new một cái folder icon đi ha. Và trong cái folder này các bạn dán vô.
Ctrl C, Ctrl V. Rồi ok. Đây hai icon của mình đã được đưa vô nè. Như vậy đối với lại cái menu new này, chỗ icon các bạn chọn đây là không thấy đâu ha. Các bạn chọn vô cái dấu ba chấm nè. Thì trong này nó sẽ cho các bạn select một là buổi 7, hai là icon. Mình chọn icon. Ví dụ như mình chọn Add. Ok. Rồi. Như vậy mình đã có được cái icon đầu tiên. Ở bên shortcut, chỗ shortcut này chúng ta double click vô, nó sẽ hiện lên đây. Ví dụ Ctrl N, Ctrl N là new. Rồi tương tự chúng ta kéo thêm một cái item nữa, chỗ này chúng ta đổi thành open. Rồi icon các bạn sẽ cũng quay vô đây, chọn icon, chọn folder, shortcut, double click vô, Ctrl N. Như vậy kịp không? Mình có hai cái menu. Được chưa? À quên, Ctrl, Ctrl O. Ok. Ctrl O. Như vậy chúng ta sẽ có thêm lưu và exit. Ví dụ lưu exit. Rồi. Lưu Ctrl S. Exit trong này để gì? Ctrl E. Mình muốn để gì cũng được hết á. Rồi, exit. Thêm icon vô. Đó là mình có cái menu đầu tiên. Menu thứ hai, nếu các bạn cần thì các bạn đưa edit vào. Menu thứ ba, order. Order này người ta sẽ cho các bạn là một cái sub menu, một cái chip, một cái radio ha. Đó. Như vậy thì các bạn sẽ thử đưa vô đây. Mình sẽ đặt ở đây một cái order. Thì mình đặt cái gì? Đặt cái menu nữa. Rồi, chỗ này mình sẽ đổi test cho nó. Order. Và mình đặt vô một cái sub menu. Trong sub menu này mình sẽ có thêm một cái sub nữa. Thì ở đây mình sẽ đặt một cái menu vào. Đây là sub menu thứ nhất. Rồi, tiếp tục. Sub menu ra một cái item, xong rồi thêm một cái sub nữa. Thì mình đưa cái menu con này một cái item và thêm một cái sub nữa thì đưa một cái đó, một sub dưới này và thêm một cái item vô đây. Đó, như vậy là đúng cái ý mà người ta thiết kế. Thì các bạn có thể đặt lại tên. Phía dưới này là một cái check menu. Phía dưới này một cái check menu. Checkbox. Menu item đây, checkbox nè. Giữa cái checkbox và radio box có gì khác? Checkbox thì sao? À, chọn nhiều. Radio box. Một trong những đúng không? Rồi, ok, tốt. Ở đây có một cái vách ngăn. Rồi, lấy một cái vách ngăn thả vô đây. Thêm dưới radio. Menu radio. Thả dưới ha. Vách ngăn ở dưới rồi, kéo lên. Radio box. Vách ngăn.
Rồi ok. Thêm gì nữa? Rồi, mình sử dụng cái chip box và radio box đi để mình thấy. Rồi bây giờ chạy lên nè. Chú ý chỗ này nè. Mình sẽ có order 1. Đó, RAM mini con. Chip box chọn hoặc không chọn. Còn radio box thì chỉ chọn một trong hai thôi, chứ không phải là bỏ hết, không phải là chọn hết. Như vậy để cho các cái radio này mà nó ảnh hưởng với nhau thì mình phải làm gì? Rub, đúng rồi. Thì chúng ta sẽ lấy một cái button rub thả vô. Và đối với lại cái menu này, chúng ta chọn button rub một, cái này chọn button rub một. Rồi menu của chúng ta chỉ chọn một trong hai. Nếu như mà radio menu item 1 thì không hai, mà nếu chọn hai thì nó không có chọn một. Như vậy mình chọn một trong hai cái radio của chúng ta. Rồi, đó là về phần menu. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ về phần toolbar. Thì trong này nó sẽ có cho chúng ta, trên này là menu, ở toolbar thì nó lại nằm ở trên toolbar. Toolbar nằm ở trên này nè. Đây, toolbar. Đối với lại toolbar thì khi mà chúng ta thả vào, nó chỉ có một phần nhỏ thôi. Chúng ta kéo rộng ra để cho nó bằng với lại cái panel của chúng ta. Và trong ở phần của panel, trong cái phần của toolbar thì nó là icon, là button, chứ nó không phải là menu. Một là button, hai là label, tùy các bạn sử dụng, cách các bạn bố trí. Thường nó là button. Rồi chúng ta sẽ đẩy vào đây button 1, 2, 3. Và trong button này chúng ta cũng có thể xài icon giống như lúc nãy. Ví dụ chúng ta xài icon new. Rồi toolbar của chúng ta kéo cho nó rộng ra một tí. Button 2. Chọn folder và mình đặt chữ vô cho nó. Rồi chạy lên thì có chuyện gì? Đây, đây menu, đây icon của mình, 1 2, được chưa? Như vậy là chúng ta đã xây dựng được toolbar có icon, có toolbar, có về sự kiện. Sự kiện thì có một số cái giống như là mình hôm trước mình làm, giống như là click, giống như là change, giống như là move, di chuyển. Nếu mà di chuyển ở trên menu thì chuyện gì xảy ra? Nó có một số phương thức. See menu, item là thêm đối tượng vào. Rồi đó, có thêm thành phần. Ở đây khi mà các bạn quan tâm đến các cái phương thức này thì chủ yếu là để chúng ta quan tâm đến phương thức là lúc này chúng ta có. Còn nếu chúng ta kéo thả thì ít quan tâm đến phương thức. Kéo thả thì ít. Tại vì mọi cái lựa chọn là các bạn đã kéo thả hết rồi. Các bạn cũng chẳng cần quan tâm đến thêm đối tượng là gì. Menu listen là lắng nghe sự kiện. Thêm khoảng trắng. Thêm cái đường đường ngang á. Rồi khi nào chúng ta xài đến thì chúng ta sẽ xử lý cái phần đó. Đây, ở đây là người ta đang nói để cho các bạn code nè. Khi dùng cái lớp menu bar thì chúng ta sẽ có phương thức add. Add vào. Đây là menu bar thì chúng ta add menu file. Trong menu file thì chúng ta đã add menu item new, menu item open. Đó. Như vậy chúng ta sẽ có 3 thành phần liên quan đến menu.
Một là menu 3, hai là menu, ba là menu item. Menu item là cái cuối cùng, là cái lá. Menu 3 là cái gốc. Còn lại các cái nhánh là menu. Set menu 3 thì mình có frame, sau là menu 3 rồi frame set menu 3. Đó, set menu 3, set set menu vô thì nó sẽ tự động nó đẩy cái menu vô cho mình. Rồi menu 3 của mình có thể là set border cho nó. Set border để cho cái menu nó nổi lên. Như vậy thì ở chỗ này là thầy đã ví dụ cho các bạn. Ví dụ cho các bạn về tạo menu, tạo toolbar bằng cách kéo, thả. Tí nữa mình sẽ demo bằng cách code.